Hello, chào mừng anh em đã quay lại channel của mình. À, có bật mic rồi anh em. Nhiều khi quay clip mà không có bật mic á, rồi mình nói chuyện nửa ngày trời rồi không ai nghe mình nói cái gì hết trơn á. Rồi sau đó mình bị tụt mod anh em, rồi sau đó mình quay clip lại. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái combo bô xăng lửa gồm 6.150.000. Nhưng không phải là chiếc xe này, mà cái bộ mình bán. Còn cái xe này là xe khách gắn ở chỗ khác lại, mình làm xe anh em ha. Đây là cái bugi của khách. Đây bugi của khách là mình sẽ quay cho anh em như thế nào mà để anh em có thể thấy rõ nhất nha. Đây anh em. Đó, anh em thấy không cái bugi không? Đây bugi của khách mà canh xe ở một nơi khác mà lại tụi mình làm ha. Thì anh em với anh em nào mà chơi xe á thì anh em nên kiểm tra bugi. Đối với những xe anh em á mà mở ra cái bugi mà nó trắng như thế này nè là xe anh em rất chạy là rất là dễ cháy xúc bắp nha anh em. Và cháy đầu tại lý do nó thiếu xăng. Thiếu xăng rất là trầm trọng luôn nha anh em. Anh em có thể nhìn trong clip thì anh em có thể thấy nó hơi trắng đúng không? Còn ở ngoài đời là rõ ràng nó là trắng chạch luôn nha anh em. Đó, cháy xúc bắp là hoặc là rỗ chân xúc bắp là do những cái tình trạng như thế này nha anh em. Canh xe sai nè. Đó. Và bạn này làm xe thì có nghĩa là mới chơi. Đó, không biết. Đó, thì chạy xe tới mình dyno vết lại ha. Đây tình trạng trước khi dyno nha anh em. Và xe rất là hợp. Xe rất là hợp luôn. Thì mình sẽ review cho anh em mà xe này có cái gì. Xe này có EQ Getleo V Racing với một cái hộp xăng SWR34 cho xe bô xăng lửa nha anh em. Một cái mô bên sườn Getleo với một cây bô Getleo Fast. Cái set bô Getleo Fast này là 1.2 triệu nha anh em. Mình bán cái bô này là đợt cái lon bán có 100.000 à. Với cổ được nhiêu mà bạn mua 1.2 triệu quá trời luôn. Bữa anh em nào mà sale mà mình sale cái bô này 100.000 anh em là đang xài coi clip nhé, comment nha. Bữa anh sale cái lon này có 100.000 anh em vô mua quá trời luôn. Ok, thì cái bạn này thì bây giờ để tới mình làm xe thì mình phải đợi mình hàng sensor lại nha anh em ha. Tại vì muốn dyno được thì chúng ta phải hàng một cái sensor, chúng ta gắn cái APR của cái bạn dyno Z thì chúng ta mới thể dyno được. Còn bây giờ là trong cái lúc mà rảnh rỗi xin nổi mình làm clip cho các bạn xem là bugi. Rồi mình sẽ review bạn cái bộ mình đang làm, một bộ combo bô xăng lửa 6.150.000 đồng. Về cho các bạn lắp tại nhà ha. Và mua về làm xe ở nơi xa anh không thể có điều kiện mà tới cửa hàng mình được anh em. Đó thì gồm có những gì thì mình sẽ đi lượn một vòng shop mình review anh em xem. Và cái hình đó, cái hình bộ bô xăng lửa đây em sẽ để góc này hoặc là cái đường link anh em thấy tìm ở phần mô tả video để anh em hãy mua. Đó. Thì mình sẽ đi lượn lờ ở tiệm mình trước anh em ha. Đầu tiên thì chúng ta phải có cái EQ. Đây. EQ thì mình chạy cho 50 2018 và 2020 thì mình đều có hết. Thì mình bóc cho anh em xem cái EQ trước đi. Đó, cái EQ. Thì đây là EQ Getleo V Racing. Đó, cái hình nó sẽ để góc màn hình cho anh em xem luôn ha. Đây. Eco V-Racing này em ha. Đó, một cục như thế này. Một dây cáp nè. Cáp để cắm vô laptop hoặc là máy tính của anh em nè ha. Một cái đĩa KDA. Đĩa này là chứa phần mềm của cái Eco ha. Rồi một cái sợi cáp chuyển máp trị giá 150.000 đồng. Một cái sợi gắn cho quýt ship. Đó, vậy thôi. Thì một cái bộ này là 2.500.000 nha anh em ha. 2.500.000 nha. Rồi, ok. Tiếp nè. Thì mình báo giá từng cái cho anh em luôn để anh em nhiều khi anh em hỏi á thì giá nhiều ha. Đây là 2.500.000 đó, đây là Eco rất là nhiều anh em ha, anh em chơi thoải mái luôn ha. Rồi sau đó Eco tới họng xăng. Họng xăng thì nó lại ở bên đây, nó hơi xa xa nha anh em. Họng xăng SWR32 à, bô xăng lửa anh em chạy 32 được rồi ha, 34 hơi bị dư nha anh em ha. Đây 32 SWR, cái này 1.450.000 nha anh em nha. Đây 1.450.000 đó, SWR chính hãng ha, có tem bảo hành của mình đây, anh em mua hàng cứ yên tâm. Đó, mình sẽ dựa vào cái này nên biết là nguồn gốc mình bán ra ha. Rồi 250 nè. Đó, rồi tới bét phun. Thì bét phun bây giờ mình có bét phun của Getleo. Đó, bảo hành chính hãng nha anh em. Cái này bảo hành vĩnh viễn là chài trọn đời trọn kiếp anh em luôn, không bao giờ hư. Nó hư là được đổi mới. Giá cái này là 390.000. Đó, 390.000 nha. Eco họng gió bét phun. Tới mô bên sườn. Mô bên sườn Getleo FI. À da, cạnh tranh cao quá. Đây, mô bên sườn Getleo FI. Đó, giá 500.000. Đó, anh em thấy chưa? Giá 500.000. Mô bên sườn Getleo FI. Đó, rồi tiếp luôn, trong bộ combo còn có bố nồi Getleo. Đây,
bốn nồi với nồi là 850.000 nha anh em nè. Đó, bốn nồi với cái nồi, bốn nồi là bốn lá bố luôn nha anh em. Lá sắt anh xài, anh em xài lá sắt zin lại ha. Đó rồi, ok, tiếp còn nữa. À, với lại á, khi mà anh em mua cái bếp phun á thì anh em phải mua thêm một cái cọng cáp, tại tùy theo đời có xe có xe không nên mình sẽ bán kèm luôn. Thí dụ như anh em nào á, đa số là anh em phải xài đó, còn có xe thì không xài nhưng mà mình bán kèm luôn. Cọng cáp này 250.000 anh em đó, cáp chuyển đổi bếp phun đó, chung một bộ combo luôn, cho anh em mua về đảo công anh em mua 2-3 lần. Rồi một cái nồi gét leo nữa nha anh em ha, một cái nồi gét leo. Trời, một cái nồi gét leo trong đây. Đây, cái nồi gét leo thì gồm có những cái gì mình review luôn. Lốc mà. Nồi gét leo anh em sẽ có một cái bộ nồi nè, mặt nhôm trước. Một cái nồi chỉ có như đây thôi nha anh em. Đây, hai miếng này với lò xo. Đó, 5 cái lò xo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái ha, 5 cái lò xo với cái nồi. Với lá bố hồi nãy bên kia mình review anh em á, là một bộ như vậy của gét leo là 850.000 ha. Đó, thì cái combo như vậy là đầy đủ rồi nha anh em ha. Ồ, còn cái lọc gió nữa, thì cái lọc gió mình để trong hình là lọc gió Rapido nha anh em, cái đó trị giá 150. Đó là toàn bộ tất cả luôn, chúng ta là có 6.150.000 cho cái bộ combo bô xăng lửa gét leo chạc 150. Đó thì full bộ vậy là mình sẽ free ship cho anh em luôn ha. Đó, và kèm theo đó là mình đang khuyến mại ốc đó nè anh em. Ốc những cái bộ ốc này là ốc dàn áo, full ốc dàn áo cho mấy cái xe nè. Ví dụ ốc dàn áo F135 nè, quay 2000. Mình có màu xanh và màu tím nha anh em. Cái này là bộ màu xanh, cái này là bộ màu tím. Giá chỉ từ 292.500 đồng thôi nha anh em ha, cho full bộ ốc dàn áo luôn. Thì mình có đăng cái đường link, mình sẽ để phần mô tả video và cái hình mẫu á ở cái góc cho anh em xem. Thì đó là cái set combo mà ốc full dàn áo G5 luôn, để anh em mua ha. Còn đây là chiếc xe bị té vô nhựa đường, mình có quay cái clip riêng cho xe này rồi, thì anh em chuẩn bị xem nó riêng, tại vì nó là dọn riêng chiếc này. Nó chủ xe bị ép té vô nhựa đường anh em, rồi nửa cái xe nó trong nhựa đường luôn, chủ xe bị phỏng luôn, rất là đáng thương ha. Dọn xe này lại, phuộc chẳng ba công, mình sẽ thay phuộc lờ xe em luôn, thì mình sẽ quay clip thay lờ xe em cho cây này luôn nha anh em. Cái nó cái tí nó bị cong anh em, cái cong nó ảnh ra đằng sau không biết trong clip anh em thấy không, chứ mà nó cong. Bánh xe bị neo ăn bền nhìn nó thương lắm anh em. À, anh thấy không? Rất là dễ thương luôn. Giờ mình sẽ làm canh dyno cho chiếc này. Thì khúc mà canh thì mình sẽ quay cho anh em xem, còn giờ mình tạm dừng xíu để mình hàng sensor đồ này kia nữa ha. Ok. A few inches later, day 2. Ok, xe xong rồi nha anh em. Xe xong rồi nha. Nói chung là xe này thì chưa có gọi là full bô xăng lửa nha anh em. Xe này chỉ mới có EQ, bơm xăng, bếp phun, bơm sườn thôi. Còn nồi bô là chưa có. Cái bô này không có tính nha anh em. Cái bô này không có hợp với bô xăng lửa nha. Ok ha, giao xe cho khách nha anh em. Hai chủ xe về rồi anh em ơi. Hay một bạn khách rất là dễ thương nhưng mà bị thuốc. Rồi nhưng mà cái chuyện mà mình khuyến mãi về mình làm một cái combo bô xăng lửa anh em có hiểu không?
Rồi cái clip nãy mình có nói đề cập tới chuyện là anh em mình đang khuyến mãi ốc á, full ốc áo R5 á, thì đường link sẽ nằm ở phần mô tả để cho anh em ha. Anh em muốn mua thì anh em cứ ấn vào đó, có đủ tất cả các dòng xe luôn. Và số lượng ốc là bao nhiêu và những con ốc nó hình dáng như thế nào là có chụp hình rất là chi tiết cho anh em luôn ha. Thì anh em muốn mua hàng ấn vào link mô tả ha. Nếu anh em thấy hay đừng quên bấm cho mình like, đồng hồ kênh, chia sẻ những video mới nhất cho anh em xem. Bye bye. Còn hôm nay là hết ngày mùng 2 tháng 1 rồi anh em ơi. Bye bye.